Chào cả nhà nha, rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của mình. Lời nói đầu tiên thì Quốc Hào xin gửi đến cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Sáng hôm nay thì mình mời cả nhà trải nghiệm cùng mình đi cuốn 12 cửa ngục nha. Hôm nay thì mình đặt 4 cái nè. Hy vọng 4 cái này thì sẽ dính nhiều cá qua giá nhà xem cho nó sướng nha. Đây thì mình có 1 cái đầu tiên nè. Mình thấy hình như có con cá gì nó dậy ở trong lưới nè. Cua nha. Ơi, mấy con cá rô đồng. Đây. Cá rô đồng khá là to nè. 2 con cá rô. Cái đầu bên đây. Cái đầu bên đây thì dính được mấy con cá rô. Rồi, để mình tạm tắt máy mình nè, cuốn nó lên nha. Tại có một tay nó hơi khó cuốn. Ở trước này thì mình có 1 cái thứ hai nè. Cái thứ hai. Có hàng gì không đây? Cúi hàng. Rồi, có mấy con cá rô ở nhà. Đây. Cá rô đồng. Cái đầu bên đây coi nó có dính không. Cái đầu bên đây nó vắng que. Dính được mấy con ốc nè. Để mình tạm tắt máy mình cuốn lên nha. Ở cái bên bụi chuối đó thì mình có 1 cái thứ ba nha. Giờ thì đi qua cây cầu này. 4 cái mà cuốn 2 cái chạy được có mấy con cá rô đồng à. Sáng nay chắc chết quớt quá. Hy vọng là cái này sẽ có hàng nha. Dính nhiều cá cho nó sướng coi. Chết quớt không? Cặp cái đường nước nè. Ồ, có con cá nó quợn. Mình nó khôn quá, nó không có vô lưới. Có con gì không đây? Cái này dính được con cá rô phi cả nhà. Đây. Rô phi to nè. Với mấy con cá sặc. Cái đầu bên đây có dính không? Có cá rô phi. Đây. Con rô phi à. Ở trước này thì mình có 1 cái thứ tư nè. Cũng là cái cuối cùng nha.
bước xuống, u nó trơn, xém té luôn rồi. Có hàng gì không đây? Rồi, cái này chết quớt, dính được con cá rô phi. Rô phi nhỏ. Cái bên đây. Ồ, cái này dính được con cá lóc cả nhà. Đây. Con cá lóc này cũng không có được to. Đây có con rô phi này khá là to luôn nè. Cá lóc này thì không có được to lắm.
Đây có con cá rô đồng quá là to luôn đây. Ú nu luôn. Quá đã con cá rô này. Rồi mình tổng kết thành quả luôn cả nhà. Đây thành quả hôm nay được mấy con cá rô phi, mấy con cá rô đồng, một con cá lóc. Con cá lóc này thì không có được to. Con cá rô quá là đã luôn. Đây mấy con rô phi này cũng to nè. Thành quả như đây thì cũng đủ ăn một ngày cả nhà. Mình đặt có 4 cái. Đây. Rồi video của mình thì cũng xin kết thúc lại tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Nếu cả nhà yêu mến chủ đề săn bắt thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha. Mình cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn.